chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm trước tôi đã kể cho quý vị nghe câu chuyện là thống đốc à, Ron DeSantis của Florida. À, ông nói rằng là ông đã thuê bao hai chuyến bay chở di dân <laughs> từ Florida đến à, Martha của tiểu bang Massachusetts để cho người ta thấy là cái tình trạng à, gọi là gì? Di dân vào Mỹ như thế nào, nhập lậu vào Mỹ như thế nào và cuộc khủng hoảng về di trú nước Mỹ như thế nào để các nhà làm luật, các nhà làm chính sách, đặc biệt là chính quyền Joe Biden phải giải quyết. Nhưng mà thực sự có phải như vậy hay không? Thì hôm trước tôi có nói sơ sơ, rồi hôm nay thì tôi đi sâu vào hơn nữa để cho thấy là cái hành động của ông Ron DeSantis có tính toán như thế nào và có thể là vi phạm luật luôn. Ờ, uh, Bây giờ người ta mới tìm ra được những cái quẩn khúc ở trong đó và vì sao ông làm như vậy. Thì thưa quý vị, hai chuyến bay chở khoảng 50 di dân, đa số là người Venezuela. Những người này đó, họ vào Mỹ qua con đường biên giới tại Mexico và Texas. Họ được nhận vào để chờ đợi ra tòa để mà quyết định xem họ có được là ở lại Mỹ hay không. Bởi vì họ chạy trốn cái chế độ độc tài của ông Nicolas uh, ở bên Venezuela. Thì nó có đặc biệt là những người này đó là không thể trục xuất họ được. Bởi vì Mỹ với Venezuela không có hiệp ước dẫn độ không và không có chịu nhận người Mỹ đi qua Mỹ trở về. Thành ra những người này phần nhiều gần như chắc chắn họ sợ lại Mỹ. Và họ nếu họ có được giấy đi làm và họ có thể xanh họ có quyền ở bất kỳ nơi nào ở trên lãnh thổ của Mỹ. Tuy vậy thì ông Ron DeSantis đã làm cái phùa này, đã làm cái cái gọi là cái chiêu trò này một cách như thế nào? Thì đầu tiên hai cái chuyến máy bay này, thứ nhất là chuyến máy bay tên là N359SK. 359SK bay từ San Antonio, tiểu bang Texas, bay đến thành phố Crestview, tiểu bang Florida, rồi từ Kesriu tiểu bang Florida bay đi thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina rồi từ đó đến Martha tiểu bang Massachusetts mặc dù ở trong cái giấy thì nói là đi Boston nhưng mà không có đi Boston à, những người những di dân này họ cho rằng họ bị đánh lừa họ tưởng đi Boston nhưng mà té ra không phải thì cái chuyến đi này nó chuyến máy bay này nó bay từ ngày 14 tháng 9 Uh, xin bác có thật cho coi cái laptop của tôi để quý vị có thể thấy cái đường bay của nó bay như thế nào à để tôi trình bày cho quý vị coi đây từ thành phố San Antonio bay qua đến thành phố Crestview tiểu bang Florida quý vị thấy chưa đó mà đến đây xong rồi từ đây đổ xăng đổ xăng đi xong rồi bay tiếp đi đâu tôi trở lại cho quý vị coi đây từ Crestview chiếc máy bay này được bay đi tiếp qua bên thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. À, quý vị thấy chưa? À, đây, từ Chesfield ở dưới Florida bay lên trên này, đi qua đến tiểu bang Charlotte, à, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Rồi từ ở Charlotte mới là bay đi Martha Vineyard. Đây, quý vị sẽ coi. Đây, đó, từ Charlotte, bay đi Martha chứ không đây bay đi Boston như ban đầu nói. Boston ở trên này, họ đưa đi đến đây. Đó là cái chuyến bay gọi là N359SK. Còn cái chuyến thứ nhì cũng trong ngày 14 tháng 9 luôn là N411FG n 411 fz thì bay cũng như vậy mà hơi khác chút xíu. Cũng bay từ San Antonio đây đến thành phố Cashville, tiểu bang Florida. À, quý vị chờ chút xíu nó hơi chậm à, tại vì độ tôi tôi bấm nó lẹ quá. À, đây để cho quý vị coi nó bay đi. Đây. bây giờ cái này nó lại không lên nữa rồi từ Krefeld nó đi qua thành phố Spartanburg tiểu bang South Carolina đây các vị thấy hoặc à, chuyến bay thứ nhì nó bay từ San Antonio qua Krefeld từ Krefeld nó lên Spartanburg cái này của South Carolina nha à, Charlotte thì North Carolina đây chiếc này đi ngay này để đáp ngay chỗ này Đó à. rồi sau đó từ đây nó mới bay đi ở Martha đây, hey, cho quý vị coi luôn. Đó, từ Spartanburg, South Carolina, nó bay đi qua đến Matavinja. Đó, quý vị thấy là hai chuyến bay. Nó bay giống nhau, nó chỉ khác có một cái là một chiếc đáp ở North Carolina, một chiếc đáp ở South Carolina. Nhưng mà điểm đến là giống nhau và điểm xuất phát giống nhau. Và hai chiếc này điểm đến đầu tiên nó đều là Crestview ở tiểu bang Florida. Và trong ngày thứ sáu vừa rồi Trong cuộc họp báo Thì ông Ron DeSantis Xác nhận Thừa nhận rằng những người này Không bước chân xuống phi trường Crestview Có nghĩa là họ không bước chân xuống tiểu bang Florida Thì bây giờ cái số tiền mà 12 triệu đô la Ông được quốc hội tiểu bang Florida cho trong ngân sách đó để làm gì? để ở trong đó để rõ là để chở những cái người di dân, những di dân nào ở trong tiểu bang Florida mà vào bất pháp là chở ra tiểu bang khác, đặc biệt đến các tiểu bang và thành phố của Đảng dân chủ. Đó là cái nguyên văn cái 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 cái, cái, cái um, ngân sách nó nói như thế. Nhưng mà ông này lại ông không làm như vậy. Ông đi ông bốc người ở bên San Antonio, ông đưa qua Florida mà không bước chân xuống cái tiểu bang Florida rồi từ đó bay đi North và South Carolina rồi từ đó mới bay đi Martha Vineyard bên Massachusetts. À, thì thưa quý vị, đây là cái câu chuyện mà ông thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California cũng như cái ông ứng cử viên Charlie Crist của tiểu bang Florida đang ứng cử cùng với ông À, ứng cử và là đối chọi với ông Ron DeSantis là yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra xem đây có phải là vụ bắt cóc người hay không. Cho đến giờ phút này thì à, văn phòng công tố của tiểu bang Massachusetts cũng đang bắt đầu điều tra chuyện này và cái ông cảnh sát trưởng ở cái cao ty ở ngay San Antonio cũng bắt đầu điều tra à, là anh làm như thế nào anh có lừa người ta hay không vân 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 cái chuyện này bây giờ cái chuyện người ta không biết được ông Ron DeSantis thì bảo rằng là những người này có ký vào cái giấy tình nguyện đi nhưng mà người ta không biết rằng là cái những cái người kia kêu, kêu những người này ký cái gì rõ ràng những người này là chân ướt chân ráo đến nước mỹ họ không biết gì cả vì liệu họ có bị lừa hay không đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi điều tra người ta phải coi luật xem là anh không bước xuống đất của Florida thì như vậy có được coi là đến lãnh thổ Florida hay không? Bởi vì tiền nó nói rõ là chở di dân ra khỏi tiểu bang Florida. Thì nếu di dân đó họ không bước chân xuống, họ ngồi trên máy bay thì có tính hay không? Hay là nó còn có một luật khác nữa định nghĩa là ồ anh ngồi trên máy bay mà anh không bước xuống nhưng anh cũng là ở trong lãnh thổ của tôi hay là anh bay trên bầu trời của tôi thì coi như là anh ở trong tiểu bang tôi là tôi có quyền sử dụng cái 12 triệu đó để tôi chở anh ra đó. nhưng vấn đề ở đây là chỗ này nè người ta nói nhưng mà tại sao ông lại đi bốc người chỗ khác ông đem đến bây giờ tạm thời gọi cho là anh đến Florida đi anh ở Florida thì tôi có quyền lấy cái tiền đó tôi chở anh ra nhưng mà người ta nói ủa thế tại sao ông lại đi bốc ở cái chỗ khác ông đem vô ông để rồi ông có đem đi quý vị hiểu tôi nói không thì ông Ron DeSantis ông bảo thế này nè cái này mình phải là chấm dứt nó mình phải ngăn chặn nó ngay từ trong trứng nước <laughs> tức là ông bảo rằng là gì những người này á là những người có thể hoặc dự định đến Florida thành ra ngay từ bây giờ tôi phải trục xuất họ đi qua tiểu bang khác mà muốn làm như vậy đó họ không ở trong tiểu bang Florida tôi phải đem họ vô Florida rồi đưa đi để cho đúng với cái quy định 12 triệu đô la mà ngân sách Florida nó cho cứ thấy nó lắc léo ghê không à cái này nó lắc léo như thế nào nữa vì sao làm cái chuyện lắc léo này tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau một quảng cáo xin quý đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái gọi là cái mánh khóe của ông thống đốc Ron tiếp tiểu bang Florida. Người đó tạm gọi là bắt cóc dân ở nơi khác, đem về tiểu bang mình. Rồi từ tiểu bang mình trục xuất đi, trở đi nơi khác để cho đúng với cái quy định 12 triệu đô la trong ngân sách của Florida cho phép ông làm chuyện đó. Thì trong cái ngân sách nó nói rõ như này Số tiền 12 triệu trong ngân sách năm nay Dùng để chuyên trở những gọi là di dân từ tiểu bang này Từ tiểu bang này nha Thành ra khi mà anh lấy từ tiểu tiểu bang, bang qua mà anh để qua đó Thì là có vấn đề Thì bây giờ hai dân biểu của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Florida là ông Evangel và ông Fentrick Discount là đã nói là họ sẽ yêu cầu ngưng cái số tiền này Không biết họ có làm được không chuyện đó chuyện tính châu Mà chúng ta thấy rõ ràng nó lắc léo ở cái chỗ Là tôi đem người khác đến để chỗ tôi rồi tôi dùng người đó đi Tôi đưa đi Bởi luật không có cấm tôi làm cái chuyện là đem người khác đến À vị thấy không Nó lắc léo lắc léo ở chỗ đó Thấy chưa Xin nói lại quý vị nhé 12 triệu đô la này Ông Ron DeSantis được tiểu bang cấp Để chở di dân ra khỏi tiểu bang Di dân bất pháp Ra khỏi tiểu bang Thì bây giờ Tôi có 12 triệu tôi làm gì đấy à, Tôi đem di dân nơi khác đến Rồi tôi từ đây tôi chở đi Để cho hết cái 12 triệu này Khi hết 12 triệu này Thì tôi có những lợi gì Là tôi sẽ tính tiếp Tôi sẽ giải thích tiếp cho quý vị nhưng mà ở đây nó lắc léo thứ nhất là luật nó không nói rõ là anh không được mang người từ tiểu bang khác qua để anh chở. Thưa quý vị có ai mà nghĩ ra cái kiểu này không? Không ai nghĩ ra được cái trò mà gọi là ma mãnh như thế này. Điều này cho thấy là ông Ron DeSantis lắc léo. Và ông dùng mọi thủ đoạn để mà ông đạt được mục tiêu chính trị của ông. Bởi vì với 12 triệu này ông nói là tôi sẽ xài hết và tôi sẽ tiếp tục tôi làm nữa để gây tiếng vang chính trị cho ông nhằm có thể thắng cử trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 này ở tại Florida và có thể thắng cử trước Tổng thống năm bốn. Thế bây giờ trở lại vấn đề là ông nói câu là gì chúng ta phải diệt nó từ trong trứng nước. Tức là ông bảo rằng những cái di dân này ở tại San Antonio là tôi biết họ sẽ dự định qua bên Florida. Bởi những cái này là đa số là người Venezuela mà bên Florida có một cộng đồng Venezuela lớn lắm. Nếu như vậy thì có một ngày nào đó ông sẽ có thể dùng 12 triệu này, ông đón một người nào đó ở một nơi nào đó trên vũ trụ này, <laughs> đem vào Florida từ Florida ông trục xuất đi tiểu bang khác, được không? Được chứ còn gì nữa? Có đúng không? Quý vị đừng nói là ô vào Mỹ là làm sao bang được, đừng có nói cái đó. Tôi đang nói đây là tôi lập luận theo cái kiểu của ông Ron DeSantis tức là cái số tiền này không cấm ông làm những chuyện đó về lý thuyết ông có quyền mang bất kỳ người nào nếu ông mang được thậm chí là tôi chi tiền luôn tôi hối lộ luôn để tôi mang người đó từ nước khác vào florida rồi từ florida tôi dùng số đây à quý vị sẽ nói ồ vậy là vi phạm cái chuyện nó tính sau vi phạm nó tính sau tội nó tính sau tôi đang muốn thực hiện cái này nè có đúng không đúng là quá tào lao Đúng chưa? Nhưng mà tại sao Ron DeSantis làm chuyện này Đây không phải lần đầu tiên Ông gây những gọi là Những cú gọi là chơi sốc Sốc hàng Ông đã từng sốc hàng như vậy nhiều lần Ví dụ Vào mùa xuân năm nay Ông đã phản đối 41% những cái sách giáo khoa mà dạy toán ở tại tiểu bang florida với lý do ông bảo rằng những cái cuốn sách này sách toán nha đầu độc trẻ em ông nói là một số nhà xuất bản tìm cách dán thêm vào đó một cái gì đó giống như một căn nhà cũ bây giờ họ dán thêm cái lệnh mới vô gọi là common core cái chương trình đó, đó để mà che phủ cái lớp cũ đi để mà gì? nhồi sọ trẻ em. Đặc biệt là các trẻ em lớp mẫu giáo, lớp tiểu học. Đó là ông tuyên bố như thế, ông giải thích đó lý do tại sao ông bác bỏ 41% sách giáo khoa toán của tiểu bang Florida năm nay. Tại một cuộc họp báo ở Đại học University of South Florida hồi đầu năm nay. Ông đã chỉ trích những sinh viên đeo khẩu trang vì vấn đề Covid-19. Quý vị biết mà, ông này từng bị Covid, nhưng ông vẫn chống việc đeo khẩu trang. Ông bảo là, các em không cần phải đeo khẩu trang. Ý tôi nói là, gỡ ra đi, tôi nói thiệt với các em, đeo khẩu trang không ăn thua gì cả. Và nó không ngăn chặn được Covid-19. Thành ra nếu các em mà đeo cũng được, nhưng mà tôi thấy nó mắc cười lắm đó là ông nói như thế ở tại đại học University of South Florida năm nay. Rồi cái công ty Disney World, Disney biết Disneyland nó có Disneyland lớn nhất ở tại Anaheim ở đây, nó có Disney World ở bên Orlando lớn lắm, rồi nó có cả bên Nhật, rồi bên Singapore thì đại khái như thế. Thì khi mà cái tiểu bang Florida đó cấm không được thảo luận hoặc nói chuyện về giới tính, về hôn nhân đồng tính trong trường học. À, ta cấm không được nói cái chuyện đó nha, ta không được chạy nói cái chuyện đó. Thì cái công ty Disneyland đó, phản đối, họ chỉ trích. Họ bảo làm như vậy là không được. Thì ông Ron DeSantis chỉ trích liền. Họ bảo, hey, mấy anh đó, thấy không? cái công ty mấy anh đó cái tổng hành chính nó nằm bơ banh bên california Thấy không cái văn phòng của disneyland đó, disney công ty disney chính nằm ở bơ banh nó hãng phim mà ở florida ở california mà mấy anh đem cái văn hóa của mấy anh qua đây <laughs> để mà mấy anh tính công cha mẹ tiểu bang tôi không có trò tôi sẽ chiến đấu tới cùng đó là lý do có lẽ là lý do tại sao mà ông Gavin Newsom với ông Ron DeSantis bây giờ đấu khẩu nhau hôm trước tôi cho quý vị coi ông Gavin Newsom đi qua tận bên Florida quảng cáo chửi ông Ron DeSantis đã đại khái như thế đó. Thì quý vị thấy không? mỗi một lần mà làm như vậy đó, ông Ron DeSantis nó tạo ra cái scandal ấy, gây tiếng vang vậy, chơi sốc hàng vậy đó. Thưa quý vị cả nước nó biết, truyền thông là không thể không nói đến, bởi vì nó lạ quá, nó chưa bao giờ thấy trong xã hội Mỹ này. Và cái vụ ông bắt cóc người ở nơi khác Đem về tiểu bang của ông rồi để ông trục xuất Chỉ dựa vào cái điều khoản Ở trong ngân sách Cho ông 12 triệu Mà ông làm như thế Nó gây tiếng vang ghê lắm Cái ông nào chơi chiêu độc quá Và cứ thế Mỗi lần ông làm như vậy Thì bên cánh tả dân chủ rất ghét ông Chửi ông, mắng ông Càng chửi bao nhiêu càng khoái bao nhiêu Bởi vì càng làm như vậy thì bên bảo thủ Cử tri bảo thủ lại càng thích ông cái chiêu này ông chơi giống như ông Trump Chơi chiêu lạ, chiêu độc, chơi chiêu mà chưa ai từng thấy bao giờ thấy không? Bất chấp luật lệ, bất chấp cái là đạo đức Ngay cả những di dân này có những em bé ở trong đó Ông vẫn dùng cái đó để mà làm đạt mục cho chính trị của mình Chơi chiêu này không có đạo đức ở đây Cho nên bây giờ đó người ta đang lo ngại Người ta không biết là mai mốt ông sẽ như thế nào và bây giờ trong mấy ngày qua người ta có cái hình Xin bà kỹ thuật cho coi màn hình laptop của tôi. Người ta dán cái hình ông vô chỗ này. Quý vị biết ai đằng sau lưng này. Đây là hình ông Ron DeSantis. Và phía sau là ai quý vị biết là. Đây sẽ là người thay thế cái người đằng sau tấm hình đó. Tôi không cần nói quý vị biết người đằng sau tấm hình là ai. Thì đó là cái chuyện ông Ron DeSantis. Thống đốc tiểu bang Florida. Trong những ngày qua và trong những ngày tới. Chúng ta sẽ đừng ngạc nhiên. Nếu mà thấy ông làm thêm những chuyện gọi là. Điên khùng chưa từng thấy nữa khói làm như vậy chơi chiêu độc đáo chơi sốc hàng vậy người ta lại chú ý có người ghét và có người thương và người ghét ghét kinh khủng và người thương thì thương hết mình thương nghĩa là đến tận đáy lòng luôn giống như họ thương ông trầm tức là ông có vô sau này ông có vô nhà ông phá gia trang tôi đâm cha chém chú gì chị dâu tôi chứ chẳng nữa tôi vẫn yêu ông như thường bảo tôi mê ông là đó là cái chiêu độc bảo để bắt trước ông donald trump đó là tại sao ta có tấm hình mà tôi vừa cho cái coi vừa rồi cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn gặp lại chương trình sau